Toàn cảnh giao dịch thị trường tôm ngày 8 tháng 7 năm 2024, giá mua tôm thẻ nguyên liệu tại hầu hết nhà máy lớn đang trong chiều hướng gia tăng, song giá tăng chủ yếu với cỡ 30 đến 80 con 1 kg, tăng 1 đến 4.000 đồng 1 kg, trong khi giá cỡ lớn 20 đến 25 con 1 kg tại nhiều nhà máy giảm lại do ít có nhu cầu hút hàng. Hiện giá mua tôm thẻ nguyên liệu, hàng tươi cỡ 50 con 1 kg tại các nhà máy lớn khu vực Sóc Trăng dao động quanh mức 96 đến 121.000 đồng 1 kg, giá mua của các nhà máy tại Cà Mau ở mức 86 đến 105.000 đồng 1 kg. Với hàng ngâm, giá tại nhà máy khu vực Sóc Trăng cỡ 50 con 1 kg ở mức 92 đến 98.000 đồng 1 kg. Khu vực Cà Mau, Bạc Liêu ở mức 91 đến 99.000 đồng 1 kg, giao dịch tại đầm tôm thẻ ướp đá. Giá mua tôm thẻ ướp đá tại đầm các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu ngày hôm nay tiếp tục giảm 2-5.000 đồng 1kg với các cỡ lớn 20-25 con 1kg. Do ít được hút hàng tại các nhà máy, song tăng nhẹ 10.000 đồng 1kg với cỡ 30-110 con 1kg. Riêng hàng ướp đá đạt kháng sinh, cụ thể, cỡ 30 con 1kg hiện ở mức 120-122.000 đến nghìn đồng 1kg cỡ 50 con 1 kg đạt 96 đến 98 000 đồng 1 kg, cỡ 80 con 1 kg đạt 84 đến 86 000 đồng 1 kg, giá mua tôm thẻ oxy. Tại đầm các tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh. Bến Tre cụ thể, cỡ 20 con 1 kg hiện ở mức 175 đến 180 000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg đạt 120 đến 125 000 đồng 1 kg cỡ 50 con 1 kg đạt mức giá 95 đến 100 000 đồng 1 kg, thị trường tôm sú nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long, thị trường tôm sú nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long giao dịch khá sôi động trong 4 ngày trở lại đây do nguồn cung tôm sú quảng canh cỡ 20 đến 50 con 1 kg tăng. Giá thương lái thu mua tôm sú ướp đá tại đầm cũng giữ ổn định so với cuối tuần trước. Tại Bạc Liêu và Cà Mau, Giá tôm sú đá cỡ 30 con 1 kg ở mức 135 đến 140 000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 105 đến 110 000 đồng 1 kg, không kiểm tra kháng sinh. Đối với tôm sú oxy, giao dịch tại thị trường nội địa tăng nhẹ từ cuối tuần trước cụ thể, tại các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, thương lái hiện thu mua cỡ 20 con 1 kg ở mức 270 đến 280 000 đồng 1 kg